Thưa quý vị và các bạn, hiện Việt Nam đang là nguồn cung lớn cho thế giới trong một số lĩnh vực nguyên liệu nông sản như gạo, cà phê, chè, v.v. và có định hướng nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm thực phẩm chế biến. Để tận dụng tốt các cơ hội hội nhập kinh tế, giữ vững ở thị trường nội địa, vững tiến vào các thị trường nước ngoài. Theo Bộ Công Thương, 2 tháng đầu năm 2016, kim ngạch xuất khẩu nhóm nông lâm thủy sản ước đạt 2,95 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm tỷ trọng 12,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, một số mặt hàng có lượng xuất khẩu tăng cao là nhân điều, gạo, cà phê, v.v. Đối với mặt hàng thủy sản, giá trị xuất khẩu 2 tháng đầu năm đạt gần 1,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,2% so với cùng kỳ. Hoa Kỳ và Nhật Bản và Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu thủy sản lớn của Việt Nam. Dự báo trong năm 2016, kim ngạch xuất khẩu của nhiều mặt hàng nông sản sẽ tăng lên như gạo, hạt điều, hạt tiêu, sắn và rau quả, v.v. Khi nhiều hiệp định thương mại tự do được ký kết sẽ tạo nhiều thuận lợi cho nông sản Việt Nam tiếp cận với thị trường nước ngoài. Nếu tận dụng tốt được các lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do, hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương và cải thiện được năng lực cạnh tranh cả về giá thành và chất lượng một cách bền vững, thì xuất khẩu nông sản thực phẩm của Việt Nam có thể sẽ chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Hiện các hoạt động xúc tiến đã được triển khai hết sức đa dạng, đặc biệt với nhóm hàng nông sản thực phẩm của Việt Nam có thế mạnh. Trong những năm vừa qua, thì chúng ta cũng thấy những cái mặt hàng như là gạo, như là cao su, cà phê, rồi tôm, cá tra và rất nhiều các sản phẩm của nhóm là ngành hàng này cũng đều có những giá trị xuất khẩu rất lớn, nhiều tỷ đô la của một nhóm ngành hàng và cũng sẽ được coi là những cái sản phẩm có vai trò quan trọng và cần được định hướng để tiếp tục ưu tiên trong cái phát triển thị trường cũng như là gắn với việc nâng cao cái giá trị gia tăng, cái giá trị xuất khẩu của sản phẩm trong cái năm 2016 và những năm tới đây. Với trên 60% diện tích đất nông nghiệp, Hải Dương có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế nông nghiệp. Đặc biệt, 3 sản phẩm đặc sản nông nghiệp của địa phương là vải, ổi và na đã tạo được thương hiệu và có sản lượng lớn. Năm 2016 và những năm tiếp theo, Hải Dương đã triển khai kế hoạch xúc tiến xuất khẩu vải thiều theo quy hoạch, tổ chức sản xuất theo tiêu chuẩn hiện đại, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để đẩy mạnh xuất khẩu vào các thị trường mới, cao cấp và tiềm năng như Mỹ, EU, Nhật Bản và Hàn Quốc. Nhờ thực hiện công tác xúc tiến thương mại một cách bài bản với sự chung tay của doanh nghiệp, nông dân và nhà quản lý, một số nông sản thực phẩm của Hải Dương đã mở được cánh cửa vươn ra thị trường trong và ngoài nước. Chúng tôi cũng đã rất là quan tâm từ trước nay, đặc biệt 2 năm nay. Thì lãnh đạo tỉnh đã quan tâm từ cái việc xúc tiến tại địa bàn địa phương. Ngoài ra thì 2 năm nay chúng tôi duy trì cái việc mà xúc tiến thương mại tại cái trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Thì tỉnh chúng tôi có liên kết với thành phố Hồ Chí Minh cùng với Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn cùng với Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh mời gặp các doanh nghiệp, các chủ nhà hàng, các chủ các siêu thị lớn và những người tiêu thụ kể cả trong và ngoài nước. Với tất cả những cái việc kỳ vọng, tất cả những cái gì nỗ lực của cơ quan quản lý nhà nước, tôi hy vọng rằng nông thổ sản của Hải Dương nói chung, trong đó có cây vải, quả vải là trong năm nay cũng có được tiêu thụ tốt hơn để giúp bà con nông dân đỡ khó khăn trong cái mùa vải, đặc biệt khi được mùa. Những khó khăn do dư âm của năm cũ để lại như các rào cản về kỹ thuật, chất lượng, an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ đối với nông sản là một thách thức lớn cho các sản phẩm của Việt Nam khi phải trực tiếp cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu và ngay tại chính thị trường nội địa. Để đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đưa các mặt hàng nông sản thực phẩm Việt Nam vươn xa hơn nữa, thì giải pháp quan trọng là các doanh nghiệp chủ động tiếp tục tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm hàng hóa của nền kinh tế. Năm 2016 cần sự tập trung rất lớn của các cơ quan quản lý nhà nước, trong đó có Bộ Công Thương đối với việc nâng cao mở rộng, đổi mới mô hình cũng như là phương thức, nâng cao chất lượng của công tác xúc tiến thương mại, đặc biệt với nhóm hàng nông sản thực phẩm của Việt Nam có thế mạnh. Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương tiếp tục triển khai chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, ưu tiên dành cho nhóm hoạt động hỗ trợ xuất khẩu, tìm kiếm thị trường xuất khẩu cho mặt hàng nông sản thực phẩm. Bên cạnh đó, các hoạt động hỗ trợ phát triển thị trường trong nước cũng được Bộ Công Thương dành ưu tiên hơn. Năm 2016 được dự báo là một năm khởi sắc trong sản xuất nông sản. Ngoài nỗ lực của người sản xuất và doanh nghiệp, rất cần có sự hỗ trợ của nhà nước trong việc đầu tư đổi mới công nghệ, hỗ trợ ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ, nhất là giống, công nghệ sinh học, công nghệ bảo quản, chế biến, công nghệ thông tin gắn với sản xuất, chế biến và tiêu thụ. Cùng với đó là hình thành chuỗi liên kết trong tiêu thụ sản phẩm trên thị trường nội địa và từ đó xuất khẩu ra nước ngoài.
để hoàn thành mục tiêu xuất khẩu nông sản năm 2016 đạt từ 39 đến 40 tỷ đô la Mỹ. Định hướng trước mắt và lâu dài vẫn là đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao hiệu quả sản xuất và thương mại theo hướng bền vững, lâu dài. Việc thay đổi cơ cấu mặt hàng xuất khẩu mang lại giá trị gia tăng cao hơn cho các mặt hàng là yêu cầu tất yếu.